phương giới, đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Còn lại hai đứa, tôi với Dudu bước đi mà không nói gì. Nắng trưa dịu đi chút ít so với mọi ngày, trời lại kéo mây đen. Chắc sắp mưa nữa. Cậu chở tớ về nhà, Dudu. Sao không kêu Long chở ấy? Tôi mở to mắt nhìn Dudu một cách ngạc nhiên. Kỳ lạ, tại sao lại nhắc Long và còn nói như vậy? Tự nhiên Long ở đây là sao? Thì nó thích cậu, cậu thích nó, hai người cặp bồ cho vui. Cặp bồ gì? Cậu nói cái gì lung tung vậy? Giờ nhiều đứa con gái có bồ lắm, cậu cũng có đi để khỏi bám theo tớ. Cái gì? Bám theo? Thế đấy, hóa ra là Long nói đúng. Dudu không thích tôi như tôi đối với cậu ấy. Tôi chỉ là con cá thần bơn phiền phức. Tớ về đây. Tôi quay mặt đi và không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Dudu của tôi, ca ca của tôi. Cuối cùng thì cậu ấy cũng nói ra điều đó. Mũi tôi cay xè. Su Su, đừng khóc. Đừng khóc, Su Su. Khóc có gì hay ho đâu. Chỉ là mình trở nên yếu đuối. Cậu ấy sẽ cười mày đó, Su Su. Bước chân tôi ngày càng nhanh hơn. Và tôi chạy cắm cổ. Cậu ấy cứ đứng đó không đuổi theo, không gọi tôi lại, mặc kệ tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Dudu tàn nhẫn đến như thế. Tôi đi bộ mãi tới lúc chân mỏi rã rời thì nhận ra mình đang ở một nơi nào đó sát bờ kinh xanh. Nắng chiếu tắt dần là màu trời cứ nhá nhem. Tôi ngồi xuống mở cặp điện thoại, có tới 6 cuộc gọi nhỏ, nhà gọi 3 cuộc. Lần đầu tiên tôi đi không báo về. Long 2 cuộc và Lãm 1 cuộc. Chỉ có họ là biết số tôi thôi, còn ai vô đây nữa. Điện thoại lại reo tiếng nhạc vui nhộn, trong khi lòng tôi lại sầu thảm vô cùng. Su Su hả? Có phải có gì không? Đi đâu vậy? Tớ đang ở bờ kênh, chán quá. Sao vậy? Bờ kênh nào? Nói tớ đến ngay. Tôi đọc tên đường cho Long rồi ngồi chờ cậu ấy. Bụng đói meo mà cũng không thấy muốn ăn. Tiếng chuông đổi làm tôi chú ý. Hình như cũng có một nhà thờ gần đây. Tôi nhớ tới La La, cậu ấy cũng gọi cho tôi một cuộc. Suy nghĩ ít phút, tôi lại bấm số gọi cho Lãm. Cậu gọi tớ à? À, tôi bấm nhầm thôi. Đi chơi với Long vui không? Đi chơi với Long? Hồi nào? Không phải hai người đang ở cùng nhau sao? Ờ, Long đang tới, nhưng mà... Tôi đang nói thì Long thắng xe cái két. Có lẽ Long nên Lãm chủ động bảo tôi cúp máy. Khác với lần trước là sẽ quát tôi, đi đâu vậy hả, làm người ta lo muốn chết. Hay là sẽ cấu kỉnh trách móc tôi. Nhưng lo lo chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi bước tới nắm tay tôi, kéo vào lòng ôm ghì. Không hiểu sao tôi thấy ấm áp và không xô cậu ấy ra như cái hôm đầu tiên ở nhà. Có lẽ tôi cần một chỗ dựa khi mà Dudu đã đẩy tôi đi. Cậu nói là đừng có mất tích như vậy mà. Cậu bỏ tớ ra đi, người ta nhìn kìa. Kệ họ, họ ganh tị á. Dọc đường, Long cứ thỉnh thoảng lại quay ra sau. Sợ tôi bị lọt xe mất vậy. Hơi thở của cậu ấy có gì đó thấp thỏm, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cậu không hỏi tớ đi đâu hả? Chắc đi gặp thằng Đu Đủ chứ gì. Đu Đu chứ Đu Đủ gì? Mà Su đi gặp nó phải không? Ờ. Sao gặp nó mà lại buồn hiu vậy? Nó ăn hiếp Su Su à? Dudu ăn hiếp tôi. Buồn cười thật. Dudu không phải là người luôn bảo vệ tôi khi bị người khác bắt nạt đó sao? Bây giờ cậu ấy lại trở thành kẻ làm tôi khóc. Đúng là... Tớ không thích Dudu, cậu đừng có nhắc tới nữa. Su nói gì? Su nữa à? Không thích nữa hả? Ừ. Từ nay tớ không quan tâm tới cái người ấy nữa. Hooray! Yes! Yeah! Cậu ấy hú lên như con chó sói và tay trái vung lên trời giật giật. Hệt như mới gặp chuyện gì thành công lắm. Người đâu mà vô duyên. Chuyện buồn của tôi thành chuyện vui của cậu ấy. Thấy ghét không? Nhưng tôi lại bật cười trước hành động đó của Long. Chẳng lẽ đáng vui như vậy sao? À, nếu nhà có hỏi thì bảo là đi với tôi từ trưa nha. Sao vậy? Lúc nãy mẹ Su gọi tới tìm Su. Tớ nói là hai đứa mình đi chơi patin. Trời đất! Thì ra là Long đã nói vậy để gia đình tôi không lo lắng.
Tôi đoán có lẽ Lãm đã gọi về nhà tìm tôi và mẹ nói tôi đi với Long, nên ban nãy cậu ấy mới bảo thế. Không biết nên cảm ơn Long hay là nhắc nhở cậu ấy nữa. Bà tôi mắng tôi một trận kinh trời động đất, mẹ cũng la bồi thêm. Mẹ nói dù Long thế nào thì cũng phải gọi về nhà báo một tiếng. Tôi chỉ cúi mặt làm thinh. Nghỉ hè xong thì về quê với ông nội một tuần, không đi đâu chơi trên này hết. Về quê ạ? Ừ, về phụ bác hái rau làm ruộng, coi như bị phạt, hiểu không? Dạ, con biết rồi. Giọng ba đặc quánh trong cơn giận, mẹ tôi cũng gật gù. Ông nội ngồi trên ghế sofa nhún vai. Ok, về quê thì về quê. Một tuần sau thì trường tôi tổng kết, điểm thi cộng lại với điểm trong lớp chia ra cũng được 7,8. Hú vía. Ít nhất tôi vẫn giữ được học bổng và ở lại Grand. Ngày họp phụ huynh, chỉ có chị My vào dự cho lo lo. Tôi tự hỏi sao ba mẹ cậu ấy lại thờ ơ với việc học của con mình như vậy. Cậu không nói với ba mẹ hả? Họ đi công tác rồi, mà nếu không đi cùng thì cũng chẳng có thời gian dự. Vậy họ có hỏi kết quả học tập của cậu không? Thôi đừng hỏi chuyện này, nghỉ hè rồi, có kế hoạch gì không? Mai tớ về quê với ông nội. Quê hả? Ở đâu? Tiền Giang. Cho tớ theo chơi với. Tôi lắc đầu từ chối, vì ba sẽ không cho. Ba đã bảo phạt tôi mà, có phải đi chơi đâu. Sáng hôm sau, tôi thu xếp đồ vào ba lô. Ông nội cũng vác theo một cái túi to, rồi hai ông cháu đi bộ ra chậm xe. Thằng Đu Đu nó không tiện con sao? Dạ không, bọn con nghỉ chơi rồi. Tụi bay nhiều trò quá. Hay giờ qua nhà nó chào tạm biệt đi. Thôi, không cần đâu. Xe tới rồi kìa ông. Tôi kéo ông lên xe vội vã như chạy trốn. Cái tên Đu Đu bây giờ với tôi sao mà trống rỗng, không thấy nhớ hay mong mỏi gì nữa. Tôi và ông nội đón chuyến xe buýt ra bến xe miền Đông để bắt một chuyến về quê, thì lại gặp La La cùng một nhóm người ở trong đó. Họ cũng đang chờ xe thì phải. Cậu và ông đi đâu thế? Tớ với ông về quê, ở Cai Lậy á. Còn cậu đi đâu? Tôi đi với nhóm hướng đạo sinh nhà thờ, hè nào cũng đi 2 tuần. À, đi đâu á? Vĩnh Long, Xuân cho tôi địa chỉ đi, có khi tôi ghé sang chơi. Tớ không có địa chỉ, nhưng khi nào muốn sang thì cậu gọi tớ, tớ có mang theo điện thoại mà. Ok. Lãm chờ tôi và ông để lên xe với nhóm. Trước khi đi, cậu ấy như nhớ ra điều gì, cố chạy lại nhét vào tay tôi cái đồng hồ có gắn la bàn của mình. Cậu giữ lấy đi, phòng khi cần đến. Tôi còn chưa kịp phản ứng thêm gì, cậu ấy lại chạy vội lên xe. Sao nó cho con cái này? Chắc là sợ con bị lạc á. Bộ con bị lạc hả? Tôi không dám trả lời. Ông nội biết thì không sao, nhưng ông mà kể với ba hay mẹ thì họ lại coi tôi là sinh vật sắp bị tuyệt chủng. Thế nào cũng lo lắng thế này thế kia, rồi có khi còn không cho tôi đi cắm trại nữa. Lãm buồn cười thật, tôi chẳng biết sử dụng la bàn. Nếu có lạc thì cũng ngồi chờ người ta tìm, làm sao mà biết hướng nào hướng nọ. Ở quê chỉ có gia đình bác hai tôi thôi. Ông nội không thích bác gái nên mới lên Sài Gòn ở với ba, chứ ông nói ở quê vui hơn nhiều. Bác hai ơi, địa chỉ nhà mình là gì vậy bác? Ấp Ba, xã Thành Lộc, huyện Cai Lậy. Chà, mà sao hôm nay bé Xu lại hỏi địa chỉ nhà bác? Dạ không, con hỏi cho biết thôi à. Mà tôi hỏi để làm gì nhỉ? Không hiểu sao tôi lại mong La La đến chơi. Ở đây buồn quá, dù tôi cũng chỉ mới đặt chân về nhà bác. Ở đó xa không? Đi xe máy tới được không? Là lo lo, không phải La La. Giọng Long hồ hởi vang to trong điện thoại. Tôi đoán cậu ấy đang đi đâu đó cùng bạn bè, vì nghe ồn ào lắm. Không được đâu, tớ nghĩ xa lắm. Tận Cai Lậy lận. Cậu ở trên đó chơi đi. Nhớ Su Su quá à. Tôi vác cái điện thoại chạy ra vườn, tránh để bị bác hai và mấy anh chị nghe thấy, rồi mới dám nói tiếp với Long. Alo, alo. Mất sóng rồi. Bác hai nói trạm phát sóng ở đây hơi xa
nên cứ hay bị mất sóng. Chán thiệt. Cái điện thoại trở thành cục gạch để tôi chơi game. Từ chiều cho tới tận khuya nó cũng không hề chớp sóng. Tôi ăn xong bữa tối thì chỉ biết xem tivi, rửa chén phụ chị Oanh, vợ anh Tiến, con trai cả của bác hai. Chị có một đứa con gái 5 tuổi, bé Rơm, gọi tôi là cô Su Su. Ở đây mấy ngày chắc chỉ có chơi được với nó. Cô Su Su có cái đồng hồ đẹp quá. Ừ, của bạn cô đó. Của chú Đu Đu hả? Tự nhiên bé Rơm lại nhắc tới Đu Đu. Năm lớp 9, tôi và Đu Đu cũng về đây một lần. Phải rồi, Đu Đu còn làm cho Rơm một cái lon gắn nến để đẩy đi tối trung thu nữa. Không phải, của người khác. Sao chú Đu Đu không về chơi vậy cô Su Su? Bé Rơm đừng có hỏi chú Đu Đu nữa. Tôi bỏ đi vào giường và chùm chăn ngủ. Ký ức của tôi gắn liền với Đu Đu, thật khó để tẩy xóa đi. Nhưng câu nói của cô ấy hôm đó vẫn còn văng vẳng. Tôi phải tách Đu Đu ra khỏi cuộc sống của mình thôi. Cố lên, Su Su. Hai ngày sau đó, tôi phải ra vườn rau, hái rất nhiều rau vào để bác hai nấu canh, rồi cho heo ăn nữa. Mấy con heo nhà bác mập ú, có con heo con dễ thương lắm. Tôi bắt đầu hết cảm giác buồn, mỗi chiều cho nó ăn cũng vui. Nó cứ kêu ót ét ót ét, còn ngoe ngoải đuôi mừng nữa. Cô Su Su ơi, có điện thoại nè. Bé Rơm chạy ra mang theo cái điện thoại mà tôi nghĩ là nó đã chết vì mất sóng từ 2 ngày qua. La La đang gọi. Cuối cùng thì cậu ấy cũng gọi. Tôi quăng rổ rau và chụp cái điện thoại nghe. Alo. Cho tôi địa chỉ đi, tôi đang ở trên xe này. Ấp 3, xã Thành Lộc, huyện Cai Lậy. Khi nào cậu tới? Một tiếng nữa. Bye bye nhé. Tôi cúp máy và nhìn thấy mặt bé Rơm nhìn tôi chăm chú. Cả con heo trong chuồng cũng như đang nhìn tôi. Cô Su Su nói chuyện với ai mà vui vậy? Vui hả? Cô cúp máy mà còn cười mỉm chi kìa. Thế à, tôi không biết là mình đã cười. Vui ư? Vì lãm. Tại sao nhỉ? Tôi nhận ra mình trở nên sốt ruột. Tối ngày nhìn đồng hồ, không biết là cậu ấy có tìm ra không. Ông nội mắc một cái võng ở hai cây xoài trong vườn, rồi nằm đung đưa, hát bài Hòn Vọng Phu, nghe buồn gần chết. Chờ ai vậy Su Su? Con chờ lãm. Lãm là thằng cao cao ốm ốm đó hả? Dạ. Hẹn hò nữa, hèn chi mà nghỉ chơi với thằng Đu Đu. Hẹn hò gì ông? Con nghỉ chơi với Đu Đu có liên quan gì tới lãm? Tôi nói giọng hơi khó chịu. Ông nội quay mặt ra chỗ khác tiếp tục hát. Thái độ cứ như là tôi làm ông không hài lòng vậy. Ông thích Đu Đu hơn thì sao? Ông đâu có biết là cậu ấy đã làm tôi đau lòng như thế nào. Chán ông ghê. Lãm lại gọi. Tôi tránh mặt ông đi ra chỗ khác để nghe. Tôi đến ở 3 rồi này, nhưng tìm nhà nào đây? Nhà bác Hai Chu. Không biết là có người để cậu hỏi không nữa. Giờ này chắc họ vào nhà ăn cơm hết rồi. Xuân lấy lá bàn đặt ra trước mặt. Kim chỉ hướng nào vậy? Tôi liền giơ tay ra. Cái đồng hồ có dạ quang, trời chỉ sập tối nhưng nó cũng phát sáng. Tôi bắt đầu hiểu tại sao lãm đưa nó cho tôi. Cậu ấy biết thế nào thì cũng sẽ dùng đến. Chỉ giữa chữ E với chữ N. Hướng Đông Bắc à? Được rồi, Su Su ra cổng đón tôi nhé. Khoảng hơn 10 phút thì lãm xuất hiện. Mặc áo thun trắng, đeo một cái ba lô to phía sau và đội nón kết màu đen. Trên tay còn cầm theo một cái túi ni lông. Thoáng trông thấy tôi, lãm nháy mắt, tôi bỗng thấy tim mình đập mạnh. Một phần vì vui mừng, một phần hồi hộp. Thật là lạ lùng. Cậu ấy bước tới trao cho tôi cái túi, có vài trái xoài chín và mận trắng. Tôi mua ở Vĩnh Long, nhưng xem ra ở đây còn có nhiều hơn. Tôi cảm ơn, đi vào trong nhà đi. Tôi xách cái túi và kéo lãm vào nhà. Ông nội đã đi khỏi cái võng rồi. Bàn cơm đã được bác gái dọn ra. Lãm quăng ba lô và đỡ phụ tô canh to. Tôi thấy ông nội vờ đi. À, ăn cơm luôn hang chó. Dạ, canh ngon quá sao từ chối được bác. Cách nói đối đáp của lãm khéo léo làm bác gái tôi cười tủm tỉm.
Chỉ có riêng ông nội là mặt cứ vô cảm, dù Lãm cố tình quay sang cúi chào ông rất lễ phép. Ông ăn cơm luôn chứ ạ? Chả lẽ nhìn đói sao? Hỏi thừa. Giọng ông nội khó chịu, ít khi nào tôi thấy ông như vậy. Hình như là ông không thích La La. Ngộ thiệt, nhà tôi mỗi người mỗi tính. Ba thì không thích Long, ba nói cậu ấy nhà giàu chơi bời. Mẹ thì không thích Đu Đu, vì ba Đu Đu có tình nhân. Còn ông nội không thích Lãm, tại sao chứ? Lãm có gì không tốt đâu. Sau bữa cơm tối, bác hai và gia đình cùng xem tivi. Ông nội vào phòng nghe đài FM. Tôi dắt Lãm ra vườn, chỗ mấy chậu hoa kiển của bác có mấy cái ghế đá. Không đi chung với Đu Đu của Xuân à? Không, bọn tớ... À mà thôi, Đu Đu không phải của tớ. Hai người có chuyện gì à? Ừ. Nó làm Xuân buồn vậy sao? Tôi khẽ lắc đầu, không nhìn Lãm. Tự nhiên hai dòng nước mắt cứ chảy ra không kìm được. Sao ai cũng thích nhắc Đu Đu vậy? Tớ là tớ, Đu Đu là Đu Đu. Từ nay tớ không dính dáng gì tới Đu Đu nữa. Chuyện gì xảy ra? Có phải vì thằng Long không? Sao lại vì Long? Lãm cười nhạt như cái cách cậu ấy vẫn thường như thế, rồi lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng treo trên ngọn cây ổi, thở dài một tiếng nhỏ. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao hai thằng lại thích cùng một người con gái. Tớ cũng không hiểu. Nhưng đã vậy thì Xuân phải chọn một người đi. Chọn á? Tôi tỏ ra lúng túng. Tôi vốn không thích nghĩ đến chuyện bạn trai. Chọn hay bỏ ai tôi không muốn. Không lẽ chọn rồi thì không được chơi với người kia nữa? Sao phải chọn? Tất cả cứ làm bạn bè của nhau đi. Không được. Càng gần nhau nhiều tình cảm càng sâu nặng. Nếu Xuân không thích ai đó, Xuân phải để họ thoát ra. Nghe phức tạp quá. Tôi chẳng muốn. Thôi, tớ vào ngủ đây. Ôi trời, tôi lại nức cục. Lúc căng thẳng thì lại như thế. Mà không có Đu Đu ở đây, ai sẽ búng tay cho tôi? Tôi đứng dậy định vào nhà uống nước rồi ngủ luôn. Dù biết uống nước cũng chẳng ích gì, nhưng có thể một đêm ngủ dậy sẽ hết nức. Lại nức cục à? Tớ vào tìm nước uống rồi ngủ luôn. Mai dậy còn ngủ ở nhà ngoài nha. Một lần bên em có lẽ phải nhờ Lãm muốn giúp cái lỗ tai thôi. Dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, nụ cười em cho anh ngàn mơ ước. Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm, bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan nỗi lo. Cả từng giọt nước mắt thăng trầm, niềm tin mãi luôn đong đầy. Bài ca trọn đêm nay dành tặng bạn tôi, luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau. Bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa ngâu.